có chụp hình với mình nữa, cho nên là cái cảnh quan hôm đó thì nó hơi mũn đụng tí xíu. Nhưng mà nói chung là khi mà các bạn coi thì thấy cái cảnh hát cái ca khúc đó, tất cả mọi người đều đang rất là dồn tất cả tâm huyết của mình, và cái cảnh quay đó được đầu tư rất là mình. Và khán giả rất là đông đúng không? Vậy thì không biết là họ có làm ảnh hưởng tới mình khi quay không? Đặc biệt là tôi cảm thấy là khán giả rất là phối hợp với đoàn phim. Không riêng cảnh đó đâu, mà hầu hết tất cả các phong cảnh mà khán giả đứng ở ngoài xem á, thì tôi thấy họ rất là tôn trọng mình. Còn ngày hôm đó đặc biệt là có khán giả là do đoàn phim phải nhờ từ các anh chị học ở bên trường cao đẳng sân khấu nè. Nhưng mà rồi cũng có các khán giả là các em thiếu nhi mới đi học về, thấy gì đông vui quá đông vui quá vô coi, rồi xong rồi mấy chú thấy vui quá rồi nhờ vô đóng luôn. Rồi chỉ có một điều là cứ xong vừa cắt cái là mấy ca sĩ đứng trên sân khấu là bị các bé vây lại, hỏi đủ thứ hết, hỏi ra xin chữ ký rồi xin chụp hình. Nhưng mà đến khi mà đạo diễn nói các con ơi giúp chú là chú đứng xuống xếp hàng rất là ngoan. Và Thi nghĩ rằng cái đó cũng là một trong những cái điều rất là tự hào của đoàn phim này. Không biết những bạn phim khác làm sao? Con luôn thì sao? Con luôn thì ngày hôm đó thì sáng sớm thức dậy là cái đoàn phim đã bắt đầu quần áo xong xuôi là chạy gấp lên đoàn phim và cùng gặp mấy anh chị, tức là mọi người trong đoàn phim thì lên đó thì thấy rất là đông. Và ngày hôm đó mọi người đang rất là tất bật để chuẩn bị cho mình, mỗi người đều có một cái riêng của mình. Và ngày hôm đó cái lạc đặt cái ấn tượng của mình được cầm trên tay các bạn, mình cảm thấy rất là vui rồi. Bản thân mình cái đầu nó thì chậm mình luôn, giảm tâm dữ vậy luôn á. Vui mà cảm động sâu, thể hiện cảm xúc của mình. Thì nói chung là ngày hôm đó khi mà thể hiện cảm xúc đó thì mình cũng cố gắng tỏa sáng rất nhiều, không bị thiệt hại rất là nhiều, tự nhiên cái người quá nhiều ca sĩ, quá nhiều người, cho nên là mình cũng bị chèn ép á trời. Rất là vui và cảnh đó cũng đã thành tất cả các rất là thành công. Vui đây em kìa, nãy giờ thì mấy anh chị có nhiều cảm xúc rồi, nhưng mà em hoang tóm lại là cảm giác là Remote. Đặc biệt nữa là cái hôm đó cũng là cảnh quay cuối cùng của mình luôn, cho nên nó giống như là ngày mà mình được gặp hết tất cả mọi người trong đoàn làm phim gì đó, cho nên mình thấy cái vui chứ ai mà như anh. Ủa anh ngày nào cũng thấy vui chứ. Anh ta anh kìa. Hả hôm đó anh cũng vui. Và không biết là Tết đến thì mọi người đã có những dự định những gì cho ngày Tết này chưa? Anh lại nữa. Không, hết rồi, hôn về rồi. Riêng Tết này Huy thì sẽ ra mắt cái DVD live show hai cái ở Sài Gòn và ở Hà Nội, và tiếp tục chạy đua cho cái dự án album Nhà Mặt Hàng Nhà Đến Mười. Hello, đúng rồi, hai không Nhà Đến Mười. Hồn ngon 6 miếng. Đứa Trang đi đủ rồi đó. Còn chị Trang thì sao? Thực ra mỗi ca sĩ thì đều có những dự án cũng như là những cái điều mà họ luôn luôn muốn đem đến cho các khán giả. Thì riêng bản thân Yến Trang cũng vậy. Tết năm nay thì đối với Trang niềm vui nó lớn hơn, bởi vì như các bạn biết thì Yến Nhi đã quay trở lại sân khấu, và vì thế hai chị em sẽ cùng nhau kề vai để mà gửi đến tất cả các bạn khán giả những ca khúc mà các bạn yêu mến. Và hy vọng rằng thì sắp tới đây thì sẽ có những dự án rất là mới để mà cùng ra mắt các bạn. Khi mà Yến Nhi quay trở lại đó chính là cái song Yến là một vị thứ hai, mà các bạn cũng đã gửi tôi rất là nhiều yêu cầu làm cái hai, và rất mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Yến Nhi. Và còn chị Thi, chị có những cái dự định gì cho dịp Tết này, và đặc biệt là Tết năm nay lại rơi vào đúng ngày Valentine 14 tháng 2 nữa? Thật sự thì đối với Thi từ lâu lắm rồi, những cái ngày lễ thì cũng rơi vào những ngày bình thường thôi, bởi vì nghệ sĩ thì ngày lễ không có được đi chơi đâu, hay là phải đi diễn, là năm nào cũng vậy. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Tết thì Thi sẽ đi diễn chung với một đoàn ca nhạc lớn nhất Việt Nam mình, đó là đoàn của Bố Duy Ngọc. Thi đi 20 ngày Tết, xong rồi sau đó sẽ tiến thẳng ra Bắc đi thêm khoảng mười mấy ngày nữa rồi mới trở về. Rồi sau đó nữa là ra mắt album Win 2 và sẽ đi qua châu Âu thăm chị hai. Rồi có một chuyến lưu diễn ở Bển luôn. Nhưng mà nói chung là tại vì
Thi phải xong hết việc ở đây trước đã. Đầu tiên là bây giờ là tới Tết là phải chạy đua cho kịp Ram Boom Boom 2. Để ngay sau Tết khi mà phim mình cũng vừa xong luôn thì sẽ bùng một phát ra album, xong rồi sau đó là dành thời gian một chút cho gia đình nhiều hơn nè. Bắt đầu lo những cái khác và đặc biệt là phải cố gắng tập vũ đạo nhiều hơn nữa. Thì sẽ phải có thêm một cái lịch tập nữa, đó là vừa tập nhảy vừa tập hát. Và trong nhà cũng đã xây hẳn một cái phòng có âm thanh, ánh sáng, rồi có luôn cả cái gương to để tập vừa hát vừa nhảy được luôn. Hoành tráng. Hoành tráng sung sướng. Còn anh Thiện? Còn Thiện thì theo như các bạn đã biết thì vừa mới ra solo cái 3 tháng thôi. Mà đi đâu mà ai cũng hỏi, ủa chừng nào ra album, chừng nào ra album. Nhưng mà thì công ty đã có những cái định hướng cho Thiện là đến tháng 6 sẽ ra một cái album. Và trong thời gian vừa qua Thiện cũng thấy cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Tập hát với cô Quả My, tập nhảy, rồi tập giao tiếp, rồi tập trả lời khóa chí nữa. Thì mọi thứ thì bây giờ đối với Thiện là rất là căng thẳng. Về Thiện giống như là trước đó thì coi như là phải tập lại từ đầu hết. Thì năm nay là Xuân 2010 cho nên là mình có một bài hát mới mang tên là Xuân 2010 luôn. Trước mắt là mình sẽ đi lưu diễn với bài hát mới đó và thêm một số bài hát mới nữa. Và bữa giờ thì em cứ đi diễn không, nhưng mà vẫn còn đang đi học cho nên là phải tranh thủ là sau Tết là em phải vào trường đăng ký đại học, tại vì tiết lộ cho mọi người biết là mình cũng đi học xong rồi bị hiểu rồi. Cho nên là phải quay trở lại trường để học cho xong, rồi sau đó là cũng phải tập luyện thanh, rồi tập hát, tập vũ đạo để làm hát mình đi lên. cái đúng mình thì có một chút của mình này, chút của mình kia. Ngay, tức là cũng như với mình thì chắc là nên mình cũng phải hoàn tất cái việc học của mình, tốt nghiệp cái khóa đại học của mình trước Tết. Đó cũng là một trong những cái mà khá là rắc rối cho mình, mình cũng nghỉ học quá trời. Bên cạnh đó thì sắp tới thì đối với mình cũng sẽ ra mắt album đầu, với bộ album đầu tay của mình sẽ lên tất cả mọi thứ có thể được để có thể truyền tải cũng như là đưa cái album của mình đến tận tay các khán giả. Bên cạnh đó thì Tết năm nay cũng là Tết khá là đặc biệt, tại vì anh Nô với mình làm ca sĩ được một năm và năm nay thì mình sẽ có một cái không khí mới, đó là chắc sẽ ở với gia đình được một ngày, nhưng mà là ngày 1 sau đó được ngày 2 tay là phải chạy show tới tắm giống như thì cảm thấy là hầu như không có một ca sĩ nào mà được nghỉ Tết hết á, bởi vì những ngày Tết, những cái ngày lễ hầu như là cái ngày thật sự luôn, nói thực tế là những cái ngày mà mình phải chạy nút rút luôn. Có ngày có người diễn tới 5-6 điểm thì còn nhớ rất là rõ. Được ở nhà ngày 1 thì giỏi lắm rồi. Nhưng mà nô sinh đó, nô sinh là ở nhà ngày 1, còn nô sinh thì ekip giờ thì đang sinh không biết được. Và thì như bà Thư nói thì lúc đó ngày Tết là những ngày mà khán giả cần có những ca sĩ phải đến với khán giả để phục vụ cho khán giả, đem lại một không khí Tết vui hơn cho khán giả. Và Tết cũng sắp đến rồi thì bây giờ Kiệt muốn mọi người sẽ chúc các bạn khán giả của chương trình Cơn Bão 8 của Gia Quan TV một câu chúc đầy ý nghĩa cho năm mới được không? Sẵn lòng. Bây giờ mình đi theo dòng kim đồng hồ. Kim đồng hồ. Vậy là huy chức. Huy chức là thứ. Đang có lại kêu nữa rồi á. Anh ơi, lại kêu à. Đặc biệt là trước không được đụng nhau nha. Không được đụng nhau nha. Cuối cùng. Cuối cùng. Cuối cùng. Cuối cùng. Thôi em. Em mới là người cuối cùng, không phải là anh. Cậu rất là. Anh là cuối cùng. Là. Nhân dịp